chào anh em nhé. Dạo này dịch giã ít lên sóng quá, sợ các em anh em lại quên mất tôi mất rồi. Đấy, lâu lắm cũng sẽ có một món hàng về thế này, chờ mỏi cổ luôn. Dạo này tình hình nó cũng phức tạp, dịch phát triển kinh quá nhỉ. Hy vọng là anh em cùng giữ sức khỏe nhé, cố gắng. Hôm nay tôi sẽ bốc hàng, đây là một chiếc Chevrolet, cùng đón xem là chiếc nào nào. Để tôi lôi ra nhé. Trong hộp chiếc này thì nó chẳng có gì ngoài cái lốc. Đến đây chắc có khi anh em đoán được rồi, nếu mà anh em nào đã từng nhìn thấy chiếc mũ này. Pin lốc cho cái kính CPB1, CPB1V. Thời đây, mặt hàng đây, một màu xám xi măng rất là hoành, hợp với cái xe kia quá anh em nhỉ. Đây là chiếc Chevy Glamster, một cái mẫu cực kỳ hot của Chevy gần đây. Sự thật là tôi luôn nhập ở chính hãng, cho nên là nó hết hàng thường xuyên. Nó ra chiếc nào, sản xuất ra chiếc nào là thường là các cái cửa hàng bán lẻ họ ôm hết đấy, mãi mới lấy được về đấy. Đây, màu xám xi măng quá đẹp. Ồ. Glamster, một chiếc mẫu cổ điển. Đây, có khóa này, hút gió cũng cổ điển luôn, đến cái lưỡi khóa này. Cái khóa này dùng ra đây, trượt trượt ra sẽ trượt cái nó ra đó. Dập xuống cái khóa này, dập dập xuống 2 lần nhé. Một lần đây là chỉ mở hé này, đây là đóng hé, đóng hờ. Rồi bây giờ khóa này đẩy ra phía trước, nó sẽ lên đó. Khác với Arai thì Shoei họ luôn luôn có thêm pin lốc anh em nhé, chứ không phải là shop ăn bớt đâu nhé. Nếu mà anh em mua Arai mà không có thì là tại vì không được kèm đấy. Chỗ này nó nhận khí không khí xong rồi nó đẩy luôn xuống phía dưới đây này, hai cái đường này. Đây một cái lớp mút của nó thì nó dạng nhung nhá, nhung lông lông, sờ êm và lông lông. Cái này tôi nghĩ là mùa hè cũng tương đối nóng đấy, lông mà. Lông tơ dưới thì có da này. Nói chung là đây là một chiếc mũ cổ điển, cho nên là nó là tối giản, không có một cái gì quá. Những em nào chạy Scrambler hay là chạy Triumph hay chạy các dòng cổ điển chắc là sẽ thích. Thành thật xin lỗi anh em, vội vàng quá. Tôi bỏ riêng cái thùng mũ ra mà quên mất là nó còn có một cái này là cái chặn bên trên, và bên chỗ này nó còn dán một ít phụ kiện ở đây này. Trong này thì xem nhé, bóc ra là trong này thì có, đây là cái chai cầm này, cái đề can dán này, hướng dẫn
sử dụng hướng dẫn lắp pin lock các thứ. Cái lọ dung dịch để dưỡng cao su nhá, không phải là để dưỡng kính đâu anh em nhé. Cái này để dưỡng cao su, lúc mà mình đi nhiều nó khô quá, dưỡng cho nó lấy lại cái độ khít, độ chống nước nhé. Còn những cái thứ đấy nữa. Nếu mà có nhu cầu mua hàng hoặc là đặt hàng thì xin hãy liên hệ với Yoga Helmet Shop anh em nhé. Anh em hãy xem ở trong cái phần mô tả của video hoặc là truy cập luôn vào cái trang web. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại ở những video sau. Bye bye.